thôi được rồi, chị đừng lạc nữa. Nó không biết. Để là đồng giá 49 k, đồng giá 50k siêu phẩm mới báo giá xong đi mấy chị ơi. Hello chị Trịnh Hiền. Lo lửa khoát chị ơi. Nay mới về kịp. Chị mở vào shop hàng siêu thị đó nha chị. Shop hàng siêu thị đó. Em không có ấy đâu. Hello chị Vạn Lý. Đồng giá 50k xỉ đồng giá 50k siêu phẩm em báo giá sau nha mấy chị ơi. Đồng giá 50k siêu phẩm em báo giá sau nha. Về mặt đẹp, lấy màu này chốt cho em. Không chị ơi, sáng sớm em nay không lên nữa nhá. Lấy màu này chốt cho em mã sọc. 53 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã sọc. Mã sọc 53 kg đổ về mặt đẹp. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồ mới em bao nhá. Đồ mới em bao từng con cho mọi người cứ yên tâm giùm em nhá. Mã sọc giùm em, trời ơi con này. Con này dạng khoác mỏng này mấy chị, dạng khoác mỏng mà nó màu nó đẹp lắm. Con này 48 50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. 48 50kg đổ về mặt đẹp giùm em mã xanh này mấy chị. Mã xanh 48 50kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh 48 50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá giùm em. Mã xanh 50 52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 24. 50 52kg đổ về mặt đẹp mã 24 này mấy chị. Đồng giá 50k thôi mấy chị ơi, mã 24 giùm em, đồ mới có, đồ có dạng nhẹ này. Đồ mới em bao nha mấy chị. Lấy màu đấy chốt cho em mã 24. Mã 24 giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 24. 24 chị Mỹ Lành Võ. Con này có túi trong này mấy chị. Con này 48 52kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa. 48 52kg đổ về mặt đẹp mã hoa. Mã hoa giùm em. Đó. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Còn một con dạng bóng chày này mấy chị ơi. Con này bị lỗi nhẹ một xíu nè mấy chị, bị lỗi nhẹ một xíu. Em để đồng giá luôn nè mấy chị. Ôi cha. Con này em bán rẻ 20k nha mấy chị ơi. Con này bị lỗi nè. Về mặt chơi, mặc đi làm thôi mấy chị ơi. 58 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 20k.
nó bị lỗi xíu nha mấy chị ơi. Về mặt nói chung là form nó ok nhưng mà nó bị lỗi á. Cái này em bán 20k thôi mấy chị. Về mặt đi làm nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 20k. Đồng giá nha mấy chị ơi, mã 20k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng. Mã hồng 60kg đổ về mặt đẹp. Chấm tương tác chia sẻ like giùm em với mọi người ơi. Chấm tương tác chia sẻ like giùm em. Đồng giá cho mấy chị ơi, mã hồng giùm em. Mã hồng. Form resize mặt đẹp mã 80k giùm em này. Form resize mặt đẹp mã 80k. Đồ mới là trên 90-95% luôn nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Form resize mặt đẹp mã 80k giùm em. Mã 80k form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Hello chị Hà ơi chia sẻ like giùm em với. Lấy màu này chốt cho em mã 80k mấy chị. Lên một con trắng nữa mấy chị ơi. Trắng này nó hơi dơ xíu. 80k chị Trịnh Hiền. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng nữa mấy chị. Mã trắng 53-55kg. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng. Mã trắng 53-55kg đổ về mặt đẹp. Trắng như chị Thoa Lê ha. À thôi em hủy mã 80k. Hủy mã 80k đi chị ơi. Trắng với chị Thoa Lê. Con này dạng crop top nè mấy chị ơi, dạng nó không có ngắn quá đâu nhá. Con này 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đỏ. 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đỏ. Mã đỏ 50-53kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ. Em lên một con Philos nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn nè mấy chị. Philos này là người ta bán 200-300 ngàn không mấy chị ơi. Em bán 120 thôi mấy chị. Mấy con Philos này là bao chất luôn nhá. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 120. 58-60kg đổ về mặt đẹp mã 120 đổi chị Thoa Lê. Mã 120 một con phi lốt này mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Lấy màu này chốt cho em mã 120. Mã 120 giùm em. Lấy con này chốt cho em mã 120. Con này là chất nhung tâm nè mấy chị. Chất nhung tâm giùm em. Con này chất nhung tâm nha mấy chị ơi. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã nhung 70k. Mã nhung 70k có túi ở đây nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã nhung 70k chất nhung tâm nha mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã nhung 70k. Mã nhung 70k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã nhung 70k. Mã nhung 70k giùm em. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá giùm em. Áo khoác xanh keo. Có nhá chị ơi, có nhá. Con này 48-50kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen. Mã đen 48-50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen đồng giá. Đồng giá 50k nha mấy chị ơi. Con này đúng chị ơi. Có phối ren ở trong này mấy chị. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã là 130k. Mã là 130k giùm em rồi mấy chị ơi. Mới trên 99% luôn mấy chị ơi. Mấy con này mới 99% luôn mấy chị. Thiếu một cái tem thôi. Không lỗi gì luôn nha mấy chị ơi này. Lấy màu này chốt cho em mã. Lấy màu này chốt cho em mã 130k.
mã 130k. Quá đẹp luôn này mấy chị. Cho em xin một nút chia sẻ like với nha mọi người ơi. Mã là cho chị Phạm Thoa. Chị Phạm Thoa lên số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Phạm Thoa lên số điện thoại. Phạm Thoa lên số điện thoại giùm em chị ơi. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 50k, siêu phẩm em báo giá sau nha mọi người. Con này 60kg đổ về mặt đẹp. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 1270k. Mã 1270k mấy con giảm bóng chày nè mấy chị. Mã 1270k. Rồi em cảm ơn chị Phạm Thoa inbox qua trang giúp em nhé. Xanh chấm hả? À xanh này hả chị ơi, con này hả? Con này phong nhỏ nha chị. 12 nha chị Thu Thanh Trần Thị. Con này hả chị ơi? Con này size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 80k size S mặc đẹp. Đây mấy chị ơi, xinh lắm. Lấy màu này chốt cho em mã 80k size S mặc đẹp. Size S mặc đẹp giùm em. Tầm 48kg. Lấy màu này chốt cho em mã gì? Mã gì vậy? Con này đẹp lắm luôn này mấy chị ơi. Con này 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Trên này nó mịn lắm mấy chị ơi. Nó giống da mấy chị. 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 21. Mã 21 70k giùm em này. Mã 21 70k. Nó phối giống như kiểu da mấy chị ơi. Mịn lắm. Lấy màu này chốt cho em mã 21. Mã 21. Chiều nay hả chị? Chiều nay em không biết chị ơi. Chiều nay thì em chịu á. Con này còn tem mát này mấy chị ơi. Còn tem mát. Siêu phẩm em sẽ báo giá sau nha mấy chị ơi. Còn đồng giá 50k nha mấy chị. 45-47kg đổ về mặt đẹp giùm em mã mới. Mã mới 45-47kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã mới. Mã mới còn tem mát này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã mới. Mã mới đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá. Đồng giá 50k. Lấy màu này chốt cho em mã mới mấy chị. Con này 53 mới chị Mỹ Lan Võ. 53kg. Con này 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã hoa giùm em mấy chị ơi. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. 53kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Mã hoa giùm em. Con này 48-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen 48-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen. Mã đen 48-52kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen. Mã đen. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 37-80k. Mã 37-80k. Đen cho chị Tuyết Tuyết. Mã 37-80k. Chị Tuyết Tuyết lấy số điện thoại giùm em chị ơi. Lên số điện thoại giùm em nhá. Tí cho em xin cái địa chỉ qua Messenger nhá. Lên số điện thoại giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã 37. 37 80k. Quá đẹp luôn này mấy chị ơi. 37 80k giùm em rồi, em cảm ơn. Lấy màu này chốt cho em mã 37 80k. 37 80k. Con này 55-58kg đồ lại mặc đẹp.
55 58 ký đổ lại mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. 55 58 ký đổ lại mặt đẹp mã 11. Mã 11 55 58 ký đổ lại mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 11. Mã 11. Đây một con trắng này mấy chị ơi, trắng. 11 cho chị Vàn Lý. Trắng. Một con bomber trắng này mấy chị ơi. 55 58 55 57 ký đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng 70k. 55 57 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã trắng 70k. Mã trắng 70k. Lấy màu này chốt cho em mã trắng 70k xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. Mã trắng 70k giùm em. Trắng với chị Thu Thanh Trần Thủy. Con này 45kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. 45kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 45kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 45kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen mấy chị. Mã đen giùm em. Ký đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị. 50 53 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 70k. Mã đỏ 70k giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 70k đồ mới chê cao trên 90-95% hết rồi mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ 70k chị Tuyết Tuyết. Mã đỏ 70k chị Tuyết Tuyết. Con này hơi mỏng em để đồng giá này mấy chị ơi. Nó vẫn là hai lớp nha mấy chị ơi. Hai lớp nhá. Con này hai lớp nhưng mà hai lớp mỏng. Em để đồng giá này. Con này 50 52 kg đổ về mặt đẹp. 50 52 kg đổ về mặt đẹp giùm em, mã trắng. 50 52 kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã trắng giùm em nè mấy chị. Mã trắng. Mã trắng đồng giá 3 đồng giá 50k thôi mấy chị ơi. Khoác này quá rẻ luôn rồi mấy chị. Khoác rẻ lắm luôn rồi mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc luôn rồi mấy chị. Con này 55 kg, 55 56 kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55 56 kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Mã xanh 80k. Con này size S mặt đẹp. Mã là 60k size S mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. Màu đẹp lắm luôn này mấy chị. Size S mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã là 60k. Mã là 60k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã là 60k. Mã là 60k giùm em. Đây một con cho bé này mấy chị ơi. Con này 15-18kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã bé 40k. Mã bé 40k. Mã bé 40k giùm em. Mã bé 40k. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 47. Mã 47 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 47. Lấy màu này chốt cho em mã 47 nè mấy chị ơi. Mã 47 giùm em. Mã 47 đồng giá thì mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã 47 nhá. Mã 47 giùm em. Con này size S mặc đẹp giùm em mã sọc. Mã sọc size
Lấy màu này chốt cho em mã sọc. Mã sọc size S mặc đẹp giùm em. Đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá nhá. Size S mặc đẹp. Con hồng này xinh lắm luôn nè mấy chị ơi. Mã sọc. Sọc cho chị Hồng Kim. Sọc cho chị Hồng Kim. Ký đổ về mặt đẹp giùm em. 5556 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 30570K. Mã 30570K giùm em này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 30570K. Mã 30570K giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 30570K. Này 50-55 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 50-55 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 97-70K. Mã 97-70K giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 97-70K. Mã 97-70K giùm em. Mã 97-70K. Em lên một con nam này mấy chị. Con này dính mực xíu, em để đồng giá luôn mấy chị ơi, về xử lý giùm em này, con này dính mực xíu thôi. Con này 58 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 58 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã xanh. Mã xanh 58 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh. 58 ký đổ về mặt đẹp giùm em mã xanh. Lấy màu đấy chốt cho em mã xanh mấy chị. Mã xanh đồng giá 50K nha mấy chị ơi, mã xanh thì lên. Con này 45-47 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 45-47 ký đổ về mặt đẹp mã sọc. Mã sọc 45-47 ký đổ về mặt đẹp có bomber nam hiểu không em? Chị coi coi like của em với chị ơi. Coi like của em với. Em mới phui kiện đó. Về mặt đẹp giùm em. 55 ký đổ về mặt đẹp mã 0170K. 55 ký đổ về mặt đẹp giùm em mã 0170K giùm em. Mã 0170K mấy chị ráng lựa giùm em hai chiếc em đi đâu nha mấy chị ơi. Mã 0170K. Mấy con này đẹp lắm luôn này mấy chị. Về mặt đẹp giùm em mã hoa 70K. Mã hoa 70K giùm em. 55 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Mã hoa 70K. Con này 58-60 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 58-60 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 94-60K giùm em. Mã 94-60K nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 94. Mã 94. Con này bị dính mực rồi mấy chị ơi. Con này em bán 30K đi nhá. Con này bị dính mực. Size S mặc đẹp giùm em. Mã 30K. Mã 30K size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 30K. Mã 30K size S mặc đẹp giùm em. Con này theo nè mấy chị. Theo giùm em. Con này 50-53 ký đổ về mặt đẹp. Con này mặc được 2 mặt nhá.
mặc được hai mặt, mặt đen với lại mặt xanh ở ngoài nha mấy chị ơi. Con này mặc được hai mặt. 50 53 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 2 mặt 80k. Mã 2 mặt 80k, con này mặc được mặt xanh với mặt đen nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 2 mặt 80k, thêu ở sau nè mấy chị. Thêu. Lấy màu này chốt cho em mã 2 mặt. Ở trong là màu đen nè mấy chị, ở trong màu đen. Ở ngoài màu xanh, đều thêu hết nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 2 mặt 80k. Form resize mặt đẹp. Form resize mặt đẹp mã 48. Mã 48 70k, form resize mặt đẹp. Mã 48 70k giùm em một con quả một con bóng chảy nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 48. 48 với chị Phạm Thoa. 48 với 70k. Mã 48. Con này 50 53 kg đổ về mặt đẹp. 50 53 kg đổ về mặt đẹp mã 14 60k. Mã 14 60k này mấy chị ơi, đẹp lắm luôn này. Lấy màu này chốt cho em mã 14 60k. Mã 14 60k giùm em. 14 cho chị Tuyết Tuyết. Con này 48 50 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng. 48 50 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng có bo có nhúng tay như thế này nha mấy chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng. Mã hồng. Con đó 60k. Mã hồng giùm em. Con đó 60. Hả? Con đó 60. Con này 53 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Theo như mấy chị ơi, lấy màu này chốt cho em mã theo. 53 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã theo. Mã theo 53 55 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã theo. Mã theo giùm em mấy chị. Con này 50 50 53 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu một con crop top này mấy chị, mã nâu giùm em. Đồng giá 50k. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu đồng giá 50k. Chị Phạm Thoa ơi, con này hiệu nam này. Nâu. Nâu. Con này hiệu nam này mấy chị Phạm Thoa ơi. Nâu 50k. Con một resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu 80k. Mã hiệu 80k này mấy chị ơi. 50k cho Trịnh Hiền. Con này một con hiệu này mấy chị. Hiệu cho nam. Form resize mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu 80k. Hiệu cho chị Phạm Thoa. Hiệu cho chị Phạm Thoa. Xuất sắc luôn này mấy chị. Hiểu em hết rồi chị ơi. Ủa hồi nãy chị xả ra rồi giờ chị xả chị không lấy con hiểu đó mà chị Trịnh Hiền ơi, giờ chị chốt lại con đó chị. Con đó con hiểu đó mẹ em bán có 80k mà chị không lấy đây. Con này bị lỗi dây kéo rồi mấy chị ơi. Bị lỗi dây kéo đó. Con này form resize mặt đẹp có rút dây ở dưới nè mấy chị. Form resize mặt đẹp có rút dây ở dưới này. Con này em bán 40k mấy chị về thay khóa thôi. Nhưng mấy chị ơi con này đẹp lắm. Con này xuất sắc luôn này. Form resize mặt đẹp lấy màu này chốt cho em mã 55 40k. Mã 55 40k. Lấy màu này chốt cho em mã 55 40k. Dạ chờ em xíu chị Hường ơi. Mã 55 40k mới lắm. Chỉ cần về thay cái khóa này thôi mấy chị ơi, nó bị ấy này này. Em bán 40k thôi mấy chị. Mới tinh luôn. Con đỏ hả chị ơi? Lấy con hồi nãy chị ấy đó. Nhìn lại vẫn ham, con nó đẹp, mới tinh luôn. Mà con đó hiểu của nam á. Con 55 mà sao nhỏ là thì phải.
Dạ, con đó thì form rộng. Dạ, nó có bo eo ở dưới á, mấy chị nhỏ nhỏ con hay thích mặc form rộng thì chốt cái đó được. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em này. 53kg đổ về mặc đẹp mã đỏ 70k. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã đỏ 70k. Mã đỏ 70k giùm em nè mấy chị ơi. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 70k. Nó em chưa có lôi lên được á chị. Em chưa có lôi lên được á chị Phạm Hoa ơi. Mà hàng về các em để ở dưới anh. Trời ơi xuất sắc luôn này mấy chị. Con này dạng đỏ đô nha mấy chị ơi, đỏ đô nhá. Cho em xin một nút chia sẻ like mấy chị ơi. Con này dạng đỏ đô này mấy chị. Kỹ đổ về mặt đẹp giùm em. 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 64 70k. Mã 64 70k mấy con này đẹp lắm luôn này mấy chị. Tay phồng phồng á. 53 55kg đổ về mặt đẹp mã 64 70k. Mã 64 70k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 64 70k. Mã 64 70k. Lên một con trắng luôn nữa. Trắng theo giùm em này mấy chị ơi, trắng theo này. Năm mươi năm mươi lăm ký đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng 80k. Trắng theo như mấy chị ơi, 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng 80k giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã trắng 80k. Mã trắng 80k. Trắng với chị Trình Anh Hiền. Ráng lừa giùm em hai chiếc em đi đơn nha mọi người ơi. Trắng với chị Trịnh Anh Hiền. Mới tinh luôn chị ơi. Em bao ha. Mới tinh luôn á, yên tâm. Con nào mà bị lỗi hay gì em báo giá mềm nha mấy chị ơi. Chị nào ưng thì em vẫn chốt nhá. Con này 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa. Mã hoa 50-53kg đổ về mặt đẹp. Trắng em hết rồi chị Thoa Lê ơi, dự bị giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hoa. Mã hoa 50k. Mã hoa 50k giùm em. Mã hoa như em có một con trắng mỏng á. Nãy em có một con trắng mỏng không mấy chị ơi. Đây nè. Con trắng này nó vẫn có hai lớp nhưng mà nó hơi mỏng một xíu. Nó nhưng mà nó vẫn hai lớp nha mấy chị ơi. Con này em bán 50k thôi này. Chị nào ưng không? Con này em bán 50k. Hồng. Hồng với chị Khang Khang Anh Nguyên Trần. Con này sao? Dạ. Đây mấy chị ơi. Con này 50 53kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Mã 50k. Con này nó có hai lớp luôn nha mấy chị ơi. Hai lớp nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Đen nè chị ơi, đen nè. Chị nào thích dáng dài không? SML mặc đẹp giùm em. Có rút dây nhá. SML mặc đẹp giùm em. Lấy màu này 50k chị Thoa Lê. Lấy màu này chốt cho em mã 21. SML mặc đẹp mã 21 70k này, một con dáng dài nè mấy chị ơi. Một con dáng dài này. Mã 21 70k có rút eo giùm em nhá. SML mặc đẹp giùm em. Rất đẹp lắm luôn này mấy chị ơi, đồ mới là em bao từng con này 64 như chị Nghe Nguyễn. Chị Nghe Nguyễn lên số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Nghe Nguyễn lên số điện thoại giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 21, chị Nghe Nguyễn lên số điện thoại giùm em nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 21. Mã 21 này mấy chị. 70k. Chị Nghe Nguyễn lên số điện thoại giùm em chị ơi. Một con ren này mấy chị ơi, một con ren giùm em này. Ren này size S mặc đẹp giùm em mã ren. Mã ren size S mặc đẹp. Con này 60k thôi mấy chị ơi, xuất sắc luôn này mấy chị. Size S mặc đẹp, mặc với áo dài đồ này. Ráng lừa giùm em hai chiếc nha chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã ren. Mã ren size S mặc đẹp giùm em.
lấy màu này chốt cho em mã ren này mấy chị ơi, xuất sắc luôn này mấy chị. Đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Ren như chị Ngô Bằng 60k chị ơi. Ren như chị Ngô Bằng. Ren 60k. Mấy ký đổ về mặt đẹp giùm em, form resize mặt đẹp mã xanh. Form resize mặt đẹp giùm em mã xanh. Form resize mặt đẹp giùm em mã xanh. Mã xanh form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh này mấy chị. Mã xanh 50k. Form resize mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 50k. Mã xanh 50k form resize mặt đẹp. Mã xanh 50k. Một con phi lốt này mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Con này 60kg, 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em. 58-60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Mã 100k giùm em, đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Mã 100k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 100. Mã 100k. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Con này size S mặt đẹp. Size S mặt đẹp mã 80k giùm em này mấy chị ơi. Con này xinh nhỏ luôn này. Đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Size S mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Mã 80k size S mặt đẹp. Mã 80k size S mặt đẹp giùm em. Form resize mặt đẹp giùm em mã đen. Mã đen form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen form resize mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen đồng giá nha mấy chị ơi. Đồng giá 50k. Đồng giá 50k này mấy chị. Con này 48-50kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 26. 48-50kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 26. Mã 26 48-50kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 26. Mã 26 giùm em. Mã 26. Lấy màu đấy chốt cho em mã 26 nè mấy chị. Con này theo này mấy chị ơi, theo giùm em này. Con này 50-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. 50-52kg đổ về mặt đẹp giùm em mã theo 60k. Mã theo 60k giùm em này mấy chị. Theo giùm em này. Mã theo 60k. Chia sẻ hộ mình các bạn ơi. Mã theo 60k. Lên một con sọc này mấy chị. Lên một con sọc này. Chị lấy con sọc này chị ơi. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Chị lấy con sọc này hả? Một con trắng này mấy chị. Trắng giùm em này. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã trắng. Đồng giá 50k này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. Mã trắng 50k. Lấy màu này chốt cho em mã trắng mấy chị.
mã trắng. Con này một con lạ nha mấy chị ơi. Mấy chị tí có đơn inbox qua trang cho em xin cái địa chỉ nha mấy chị ơi. Con này size S mặc đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã là. Con này mặc kiểu thôi nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã là size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã là. Mã là size S mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mặc mã là. Mã là giùm em size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã là. Mã là size S mặc đẹp. Con này 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 22. Mã 22 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 22. Mã 22 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 22. Một con bông bơ 22 với chị Khánh Anh Nguyễn Trần. Con này 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em. 50-53kg đổ về mặt đẹp. Mã rêu 60k. Mã rêu 60k này mấy chị ơi, xuất sắc luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã rêu 60k. Mã rêu 60k. Lấy màu đấy chốt cho em mã rêu 60k. Mã rêu 60k. Con này một con thêu này mấy chị. Một con thêu giùm em này. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặt đẹp. Mã xanh 80k này. Mã xanh 80k. Xanh theo nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k này. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Xanh rêu này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Con này theo nha mấy chị ơi. Theo giùm em này. Theo giùm em này. Chị Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên 80k. Con này form resize mặc đẹp giùm em này. Form resize mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 0480k này. Mã 0480k giùm em này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 0480k. Mã 0480k. Mấy chị đã lựa giùm em hai chiếc nha mấy chị. Trời ơi con này đẹp quá này mấy chị ơi. Wow, đẹp quá. Mới tinh luôn đó mấy chị. Mới tinh luôn đó mấy chị ơi. Con này 55-57kg đổ về mặt đẹp. 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 90k này mấy chị ơi. Mã 90k giùm em này. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 90k. Đồ mới em bao từng con luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 90k. Mã 90k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 90k. Mã 90k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 90k. Con này size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 17. Mã 17 size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 17. Mã 17 size S mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 17 mấy chị. Mã 17 size S mặc đẹp.
58-60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã đen, mã đen 58-60kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em, mã đen đồng giá nha mấy chị ơi. Mã đen giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em, mã đen. Đẩy đẩy cái này lại giùm em. Mã đen giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em, mã đen. Đen cho chị Phạm Khoa. Con này 55-58kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55-58kg đổ về mặc đẹp, có bo eo ở đây nha mấy chị ơi. Lấy màu nợ, mẫu này tốt cho em, mã nâu 80k này mấy chị. Mã nâu 80k dạng quý hộp nha. Lấy màu này tốt cho em, mã nâu 80k. Có bo ở đây này mấy chị ơi. Có rút eo ở đây này. Lấy màu này chốt cho em mã 80k à, mã nâu 80k. Mã nâu 80k giùm em. Đồ mới là em bao trên 90-95% hết rồi mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em. Con này 48-53kg đổ về mặc đẹp giùm em. 48-53kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 41-70k. Mã 41-70k. Lấy màu này chốt cho em mã 41-70k này mấy chị. Mã 41-70k. Lấy màu này chốt em mã 41-70k. Này 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Dạng kiểu như da rắn đó mấy chị ơi. 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 00-60k. Lấy màu này chốt cho em mã 00-60k giùm em. Mã 00-60k. Lấy màu đấy chốt cho em mã 00-60k. Lên một con siêu phẩm nè mấy chị ơi. Con này đẹp quá đấy. Để ra phía sau luôn. Con này 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã theo 100k. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã theo 100k giùm em. Mã theo giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã theo 100k. Mã theo 100k giùm em. Kỷ đồ về mặc đẹp giùm em mã hồng. 55-57 kỷ đồ về mặc đẹp giùm em mã hồng 50k. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 50k. Con này có mũ này mấy chị. Có mũ nha, mũ tháo ra được không mấy chị ơi, mũ tháo ra được. Con này size S mặc đẹp giùm em này. Con này 48kg đổ về mặc đẹp mã caro. 48kg đổ về mặc đẹp mã caro 60k giùm em. Mã caro 60k. Đấy màu đấy chốt cho em mã caro 60k này mấy chị. Mã caro 60k. Đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa. 5253 kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa. Mã hoa 5253 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hoa. Mã hoa giùm em.
chị My Lành Võ. Nhắn giúp chị bàn nào xem eBay giúp chị nhé. Shipper đang giao chị chuyển khoản đều nhưng họ bảo ship cốt. Báo cốt chị eBay trong phần tin nhắn. Rồi ok chị, để em báo chị Thánh Băng nhé. Con này 58 kg hộp về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 00 100k này với chị ơi, xuất sắc luôn này. Lấy màu này chốt cho em mã 00. À dạ chị Vân chắc đang bé với chị, để chị Vân báo bên vận chuyển nhé. Lấy màu này chốt cho em mã 00 100k này mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Mã 00 100k, 00 như chị My Xuyến, đẹp lắm luôn này mấy chị. Mã 00 100k, 100k My Xuyến như có đơn được không? Hả? Có rồi mà. Đồng giá 50k, siêu phẩm em báo giá sau mấy chị. Con này 58 kg đổ về mặt đẹp giùm em, mã đỏ. Mã đỏ 58 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ. 58 kg đổ về mặt đẹp này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ 58 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ. Hello chị bé Ti. Mã đỏ giùm em. Mã đỏ đồng giá 50k này mấy chị. Trời ơi xinh quá. Mấy dạng con crop top này xinh lắm luôn này mấy chị. Em cảm ơn chị yêu. Này em mới khui kiển về á mấy chị ơi. Đồ mới em bao luôn nha mấy chị. Con này 52 kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. 52 kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã 17 70k. Mã 17 70k giùm em này mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Lấy màu này chốt cho em mã 17 70k. Mã 17 70k. Mấy con này dạng crop top đó mấy chị ơi. Dạng ngắn ngắn trên này này. Lấy màu đấy chốt cho em mã 17 70k. Và cho chị Phạm Khoa. Con này là dạng lưới nha mấy chị ơi, dạng lưới giùm em này. Con này là lưới hai lớp giùm em nhá. Lưới hai lớp 17 cho chị Phạm Hoa. Xanh cho chị Phạm Hoa. À xanh đó là 17 nha chị ơi. Xanh là 17 nha. Con này size S mặc đẹp giùm em này. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 20170k. Mã 20170k. Con này là lưới 2 lớp giùm em nhé. Lưới 2 lớp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã 201. Mã 201. Dạ. Mã 201 giùm em. Mã 201. Mấy con dạng crop top đồ mới là em bao từng con nên mọi người yên tâm. Con này là lưới 2 lớp giùm em nhé. Lưới 2 lớp. Con này đan dây thế này nè mấy chị ơi. 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen 80k. 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen 80k. Chất đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k. Dạ theo dõi like giùm em chị ơi. Mã đen 80k. Cho giờ em không có lừa được. Em lên con nào lên. Em bóc con nào lên con đấy mấy chị. Mã đen 80k giùm em. Một con riêu hàng hiệu nè mấy chị ơi. Một con màu riêu hàng hiệu này. Xuất sắc luôn này mấy chị. Theo nhé. Cái này là theo hết giùm em này. Còn cái laptop hôm nay nhiều lắm đó chị ơi. Đây nè mấy chị. Xuất sắc luôn. Con này 55kg. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã rêu 80k. Mã rêu 80k. Trời ơi xuất sắc luôn này mấy chị ơi. 80k cho chị nhé. Đẹp lắm luôn á. Chị Nhung Tuyết ơi lên số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Nhung Tuyết lên số điện thoại. Dù bì ấy chị Dung Trần 80k chị. Chị lên số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi em cảm
cảm ơn chị, tí cho em xin cái địa chỉ nhé. Bên bên qua Messenger giùm em. Con này 48 50 ký đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 04. 48 50 ký đổ về mặc đẹp giùm em mã 04 nha mấy chị. Mã 04. 48 50 ký đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 04. Đây một con crop top này mấy chị ơi. Con crop top này. Theo ở sau này mấy chị. Crop top theo này. Mấy chị ơi xinh quá. Size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã theo 80k. Mã theo mấy con crop top như thế này cưng lắm luôn nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã theo 80k. Trời ơi xuất sắc luôn nha mấy chị. Mã theo 80k. Mã theo 80k giùm em. Rồi mấy chị ơi. Hàng theo hàng rất đẹp lắm luôn nè mấy chị. Đồ mới là em bao trên 90-95% nhá. Trên 90-95% giùm em. Size S mặc đẹp á chị. Con này nó bị lỗi mất rồi. Này cà được không ta? Hay là kiểu của nó? À cái này là kiểu, kiểu. Phải không ta? Cái này là nó bị tua tua mà tua theo dạy dạy nha mấy chị ơi. Chưa tua theo dạy này. Dạy nào nó cũng có là kiểu của nó nha mấy chị ơi. Con này đẹp lắm luôn này. Đây. Trời ơi đẹp. Thôi con này em để đồng giá cho mấy chị này. Nó bị tua tua như thế này nè mấy chị. Đây này. Đó, tua mà tua theo hàng đó nhá. Tua theo hàng á mấy chị. Con này nhưng mà dạng tay ngắn rồi. Con này em để đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá 50k thôi này. Chờ em xíu nha chị yêu ơi. Con này 53 ký đổ về mặc đẹp giùm em. 53 ký đổ về mặc đẹp mã 50k. Mã 50k 53 ký đổ về mặc đẹp. Chị Phạm Thoa lấy hả chị ơi? Con này em để 50k thôi. Đảm bảo luôn nhá. Đảm bảo mà chị tư tư. Con tím hả? Con tím. À con này hả chị ơi? Trời ơi con này đồ mới. Con này đồ mới 90-95% luôn mấy chị ơi. Thiếu mỗi cái tem thôi này mấy chị. Đồ mới em bao luôn mấy chị ơi. Con này 100k giùm em này mấy chị ơi. Con này bao đẹp luôn. Con này 58 ký đổ về mặc đẹp giùm em này mấy chị. Có nhúng ở chính giữa này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã tím 100k. Mã tím 100k giùm em. Đồ mới này em bao trên 90-95% luôn nha mấy chị ơi. Con này phải 99% thiếu một cái tem thôi mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã tím 100k này. Mã tím 100k giùm em. Rồi chắc là bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chắc bao đẹp luôn. Lấy màu đấy chốt cho em mã. Mã tím 100k. Mã tím 100k giùm em. Con này 55-58 ký đổ về mặc đẹp giùm em. 58 ký đổ về mặc đẹp mã đỏ. Mã đỏ 58 ký đổ về mặc đẹp. Dạ con đỏ thì hơi to mấy chị. Mã đỏ này. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ nếu người nhỏ nhỏ như em thì kiểu như đó là mặc form rộng á. Mặc form rộng á. Mã đỏ giùm em, còn chị thích mặc form ôm thì lừa mấy con nhỏ nhỏ hơn. Con đó là dạng form rộng á. Trời ơi hoa này xinh quá nè mấy chị ơi. 45-47 ký đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa 50k. 45-47 ký đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa 50k. Mã hoa 50k. Mã hoa hoa cho chị Mỹ Lanh Võ. Form resize mặc đẹp nè mấy chị ơi. Một con bóng chày 70k giùm em nè. Form resize mặc đẹp mã 70k giùm em. Form resize mặc đẹp. Đấy. Nam nữ mặc được hết luôn đó mấy chị ơi. Form resize mặc đẹp giùm em mã 70k. Mã 70k form resize mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 70k. Lên một con dáng dài 70 cho chị Phạm Thoa. Chị Phạm Thoa ơi, đơn chỉ đơn mới cọc giúp em 100k nhá. Đơn chỉ đơn mới cọc giúp em với.
mặc đẹp giùm em. Em có số tài khoản trên trên đây này chị ơi, tập giúp em 100k rồi mình lựa thêm nhá. Tại vì chị đơn mới lựa nhiều là bắt buộc cặp trong trong live giùm em. Size SML mặc đẹp giùm em này. Trời ơi. Em bán con này rẻ cho mấy chị lựa này. Lấy màu này chốt cho em mã 80k thôi. SML mặc đẹp giùm em. SML mặc đẹp giùm em. Con này mới lắm luôn nha mấy chị ơi. Mới trên 95% nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Lấy màu này chốt cho em mã 80k này mấy chị. Size SML mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Chị nào thích form dáng dài á, thích form dáng dài chốt giúp em. Trời ơi con này size M này mấy chị ơi. Size M mặc đẹp. Size M mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Xanh 80k giùm em này mấy chị ơi. Con này là xanh theo giùm em này mấy chị. Xanh theo giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Size M mặc đẹp 5355 kỷ đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Cọc xong inbox qua gửi qua trang giúp em nhé chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh 80k. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã hồng. Mã hồng 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Mã hồng 55-56kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã hồng. Năm ba năm lăm ký đổ về mặt đẹp giùm em mã là 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã là 55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã là mấy chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ like mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã là giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 80k. Đồ mới em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Lấy màu đấy chốt cho em mã 80k. Mã 80k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 80k. Mã là cho chị bé Ti. Chị bé Ti lên số điện thoại giùm em chị ơi. Chị bé Ti lên số điện thoại giùm em. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã xanh. Xanh theo giùm em này mấy chị ơi. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã xanh. Mã xanh là con đen. Con kia là mã 80k. Mã xanh theo giùm em này mấy chị. Ráng lựa giùm em 2 chiếc em đi đơn nha mấy chị ơi. Lựa giùm em 2 chiếc em đi đơn nhá. Cái màu đấy giúp em mã xanh. Chị nào hỏi crop top đâu chị ơi. Chị nào hỏi crop top đó. Con này dạng crop top rồi mấy chị. Con này 48kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã vàng 60k. 48kg đổ về mặt đẹp giùm em mã vàng 60k này mấy chị. Mã vàng 60k 48kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng 60k. Mã vàng 60k giùm em. Con này nam nữ mặc được hết luôn nha mấy chị ơi. 55-57kg đổ về mặt đẹp. 55-57kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 30380k này. Mã 30380k nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 30380k. Mã 30380k. 50 góc tóc 58kg hả chị ơi. Được. Chồng em kêu là cái đó đẹp. Năm ba năm năm kỷ đổ về mặt đẹp giùm em mã rêu 70k này.
5355 khí đổ về mặt này thì em mã rêu 70k. Mã rêu 70k. Đây nè. Con này con gì xí lốt crop top này. Con này tầm 55kg thôi mấy chị ơi. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã 8980k. Mã 8980k. Một con phi lốt 55kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy mẫu này chốt cho em mã 8980k này mấy chị ơi. Lấy mẫu này chốt cho em mã 8980k này mấy chị ơi. Mã 8980k. Mã 8980k giùm em. Trời ơi con này xinh lắm luôn này mấy chị ơi. Có kim tuyến này. Này có túi ở trong luôn nha mấy chị. Con này 58kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị ơi. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã đen. Mã đen 100k này mấy chị ơi, con này xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Chất u mì á mấy chị. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Quá đẹp luôn này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã gì? Mã đen 100k. Mã 100k. Mã đen cho chị Mỹ Xuyên 100k. Trời ơi xuất sắc chưa. Chị thích con này màu dạo quang mấy chị. Con này 58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã cam. Mã cam 80k này mấy chị ơi. Xuất sắc luôn này mấy chị. 58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã cam 80k. Mã cam 80k giùm em. Con này dạo quang mấy chị ơi. Lấy màu này tốt cho em mã cam 80k. Em cảm ơn chị Bé Ti. Ráng lựa thêm cho em một chiếc nữa nha chị ơi. Mã cam 80k. Mã cam 80k giùm em. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. 60kg đổ về mặt đẹp. Mã 38 80k. Mã 38 80k này mấy chị ơi. Nam nữ mặc được hết luôn nha mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 38 80k. Mã 38 80k giùm em. Đây chị nào fan crop top đâu. Con này 55kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 54 80k. Mã 54 80k. Mã 54. Lấy màu này chốt cho em mã 54 này mấy chị. 54 80k giùm em này. Xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Lô này toàn siêu phẩm không mấy chị ơi. Hàng khô kỷ không mấy chị. Lấy màu đáy chốt cho em mã 54. Mấy con này là nam nữ mặc được hết luôn nha mấy chị ơi. Về mặt đẹp giùm em mã caro 80k. 58 60kg đổ về mặt đẹp mã caro 80k này mấy chị. Mã caro 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã caro. Mã caro. Em đem một con beo này, em beo xinh này mấy chị ơi.
con beo beo nhung nha mấy chị ơi, beo nhung giùm em, con này là beo nhung giùm em này mấy chị, beo nhung giùm em này mấy chị, khóa xỉn trò lắm luôn, khóa này beo nhung giùm em này, con này 55-56 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này tốt cho em, mã nhung 120 này mấy chị ơi, đẹp lắm luôn này. Mã nhung 120, đính đá luôn mấy chị ơi. Lấy màu này tốt cho em, mã nhung 55 kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã nhung 120. Mã nhung, beo nhung giùm em này. Lấy màu này tốt cho em, mã 120. Dạ, em thấy nhung tuyết nha. Chị coi đó giùm em. Trên này em thấy rồi. Lấy màu này chốt cho em, mã nhung 120 này mấy chị ơi, xuất sắc luôn nhá. Có đính đá này, có đính đề đính đá này. Lấy màu này chốt cho em, mã nhung 120. Con này lưới 2 lớp giùm em, lưới 2 lớp giùm em. Con này 50-52 kg đổ về mặt đẹp giùm em, mã lưới. 50-52 kg đổ về mặt đẹp giùm em, mã lưới. Mã lưới. Chị Lê Nguyễn hả? Chị Vân đang check đơn đó chị ơi, chị inbox thêm lần nữa đi chị, chắc tin nhắn của chị bị trôi á. Chị nhắn tin qua một lần đi chị Vân, chị Vân đang check đơn á. Nhắn tin qua giùm em một lần đi. Lấy màu này giúp cho em, mã lưới. Mã đen nào vậy chị ơi? Chị nhung tiếc là mã đen. Con này là caro á chị ơi. Con này caro 80k này. Đây là con này. Con đen này là mã 303. Con đen này là mã 303 này chị. Cho em mượn cái máy. Mã con này là mã 303 này chị. Mã đen chị chốt được không? Con đen nào á chị ơi? Con này là mã 303 này, chị chốt lại giùm em nhé, mã 303. Con này là mã caro. Caro này 80k này. Con đen này hả? Hay là con đen này? Con đen này là mã 38 này chị ơi, mã 38 phải con đen này không? Con đen này mã 38 70k này. Phải con này không? Chị lấy con nào á chị ơi? 38 70k chị Nhàn Nguyễn Thùy ơi, lựa thêm đi chị ơi. Mã đen là con 100. Đó. Hả? Phải. Phải con này không chị ơi? Nhung tuyết. Lấy màu này chốt cho em mã 38 này. Con này 80k thôi, nãy 80k. Con này hiểu này mấy chị ơi, con này của hiểu này. Size XL. Fan Sian. Con này một con hàng hiểu này mấy chị ơi. Mới tinh luôn nha mấy chị ơi. Con này 58 kg đổ về mặc đẹp giùm em. 58 kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã hiệu 100k giùm em này. Lấy màu này chốt cho em, mã hiệu 100k này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em, mã hiệu 100k. Con này mới tinh luôn đó mấy chị. Mã hiệu 100k. Mã hiệu 100k. Con bomber nam có
còn bomber nam nữa không em? Bomber nam hả? Chị Thùy Đinh ơi, chị chốt like của chị Vân đúng không? Inbox lại cho chị Vân. Thế sáng nay chị Vân đi công việc ấy, nên chưa có cầm máy ấy. Chị ơi, inbox lại cho chị Vân giùm em. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã tính. Chốt like ai là người đó chốt rồi mấy chị ơi? Chị chốt like của chị nào là chị đó chốt, inbox lại giúp em nhá. Lấy mẫu này chốt cho em mã tính nè mấy chị ơi. Mã tính. Cái đơn em không có, tờ không có đơn của chị nên em chưa kiểm tra được. Lấy mẫu này chốt cho em mã tính này. Like ai người đấy chốt đó mọi người, thông cảm giúp em nhá. Inbox lại trang giùm em, sáng nay chị Vân đang đi công việc với mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã tính 70k thôi nè mấy chị. Mã tính 70k. Mã tính 70k giùm em. Lấy mẫu đấy chốt cho em mã tính 70k. Con này nam nữ mặc được hết cho mấy chị ơi, có túi trong này. Có túi trong này. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Bị dính một xíu mực rồi mấy chị ơi, dính một xíu mực rồi. Con này em để đồng giá này mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã xanh, đồng giá 50k thôi này mấy chị. Lỗi. Con này bị dính mực này mấy chị ơi. Lấy mẫu này chốt cho em mã xanh 50k. Một con thêu này mấy chị, thêu này xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Một con thêu này. Xanh 50k chị Hằng Võ. Một con thêu này mấy chị ơi, con này đẹp lắm luôn này mấy chị ơi. 53-55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã thêu 80k. 53-55kg đổ về mặc đẹp giùm em này. Mã thêu 80k giùm em này mấy chị. Mới tinh luôn này mấy chị ơi. Lấy mẫu này chốt cho em mã thêu 80k. Mã thêu 80k giùm em. Lấy mẫu đấy chốt cho em mã thêu 80k. Mã thêu 80k. Theo 80k chị Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Vân. Đây một con hoa này, một con lạ này mấy chị ơi. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã là 80k này mấy chị. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã là 80k. Ôi đẹp quá. Mã là 80k giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Chị Mỹ Lanh Võ. Mỹ Lanh Võ đơn quê nè. Mỹ Lanh Võ này chứ đang chốt phát. Lại chị Mỹ Lanh Võ. Trời ơi, con này đẹp lắm luôn này mấy chị ơi. Con này chị Mỹ Lanh Võ ơi, chị đơn mở không ta? Con này 40kg thôi nha mấy chị ơi. 35-40kg thôi nhá. Con này cho bé mấy chị, cho bé 35kg đó mấy chị. Lấy một này chốt cho em mã bé 80k này mấy chị. Mã bé 80k chị cụ nha. Dạ ok chị. Này theo hết luôn nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã bé 80k. Mã bé 80k giùm em. 35-40kg thôi nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã bé 80k. Mới tên luôn nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã bé 80k. Mấy chị ơi, đơn lẻ chốt cho em 2 chiếc trở lên em đi đâu nha. Cố gắng chốt cho em 2 chiếc nha. Lấy chốt cho em 2 chiếc đi mấy chị ơi. Nãy giờ theo này mấy chị. Dạ ok chị. Con này dạng hai khóa. Con
con này 58-60kg về mặt đẹp giùm em. 58-60kg về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 03-100k này mấy chị ơi. Mã 03-100k này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 03-100k này mấy chị. Mã 03 giùm em 100k. Này dặn hai khóa này mấy chị. Lên một con màu kem này mới tinh luôn này mấy chị ơi. Nó bị lỗ một xíu này này mấy chị. Con này em bán rẻ 70k thôi mấy chị ơi. Con này đẹp quá luôn này. Nó bị lỗ một xíu thôi này mấy chị. Nó chỉ bị lỗ một xíu như thế này thôi này mấy chị ơi. Lấy màu này tốt cho em mã 70k này mấy chị. Mã 70k chất đẹp lắm. Màu kem. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp thì em mã 70k này mấy chị ơi. Lỗi nhè lắm luôn mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 70k. Con này đẹp xuất sắc luôn này. Mới tinh luôn á. Lấy màu này chốt cho em mã 70k. Mã 70k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 70k. Mã 70k giùm em. Lên một con vàng nè mấy chị ơi. Vàng. Con này 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã vàng 80k. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã vàng 80k. Mã vàng 80k giùm em. 53-55kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã vàng. Mã vàng. Mấy con đen như thì nhung tiếc thì lừa này. Trời ơi con này xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Dặn tay cánh dơ nè. Con này sợ 60-65kg nè mấy chị ơi. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này tốt cho em mã đen. Mã đen 80k thôi nè mấy chị. Lấy màu này tốt cho em mã đen 80k. Đây chị ơi 60-63kg nè. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn nè. Theo đây giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã mã đen 80k. Mã đen 80k. Lượt em cho em một chiếc nữa đi chị Hằng Võ ơi. Con này nam nữ mặc được. Không con này nữ. Nam được nhé chị ơi. Con đó nam được nhá. Nam nữ mặc được hết luôn đó chị ơi. Con đó là nam được nhá. Con đó đen nam mặc được mới lắm luôn đó chị. Form resize mặc đẹp 70kg đổ về mặc đẹp giùm em mã caro 80k. Không con đó nam cũng được nhé chị ơi. Con này là dạng tay cánh dơi là chỉ có nữ thôi chị ơi. Con đó tay cánh dơi nữ rồi. Em mới coi lại. Form resize 70kg đổ về mặc đẹp giùm em mã caro này. Trên caro dưới caro. Lấy màu này chốt cho em mã caro này mấy chị ơi. Mã caro. Mã caro. Con này này chị Hằng Võ ơi. Con này cho nam. Con này là màu dạng màu xanh đen á. Con này chắc xỉn lắm luôn nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 100k này chị. Mã 100k. Con này nam nhá. Nam mặc được này mấy chị ơi. Vải xình lắm luôn á. 60-65kg đồ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Mã 100k. Mã 100k giùm em. Crop top cho nữ. Con này xinh quá. Chị Hằng Võ ơi. Chị lấy sọc caro là cái nào? À sọc caro là cái con này này. Chị lấy con này đúng không? 80k. Con này caro 80k này.
vô 80k cho chị Hằng Võ. Dạ. Con này 53, 55 ký đổ về mặc đẹp giùm em này mấy chị ơi, 53 ký đổ về mặc đẹp cho em. Mang cái kiếm đấy con cưng nhảy. Lấy mẫu này chốt cho em mã 67 80k này mấy chị ơi, mã 67 80k tay này. Lấy mẫu này chốt cho em mã 67 có bo dưới này nha mấy chị ơi, mã 67 80k giùm em. 53 ký đổ về mặc đẹp, 53 55 ký đổ về mặc đẹp mã 67 80k. Mã 67 80k. Mã hồng 70k này mấy chị ơi, mã hồng 70k, 50-55 ký đồ về mặt đẹp. Mã hồng 70k, một con dạng bóng chày này mấy chị. Đúng. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 70k. Đủ uống nước lạnh. Chưa được uống nước, chưa được uống chất sữa. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 70k này mấy chị. Mã hồng 70k giùm em. Thế là đi uống. Caro màu đen không em, để em coi thì chị ơi. Con này nam này mấy chị ơi, 55-58 ký đổ về mặt đẹp giùm em. 55-58 ký đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 45-70k này mấy chị ơi, mã 45-70k. Đồ mới em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm về chất nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 45-80k. Chị thích mặc mấy con rộng rộng hả, cho em xíu. Lấy một con hot hot đi này mấy chị ơi, hot đi 80k giùm em này. 60 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã là 80k. Mã là 80k giùm em. Cái con hot đi này màu màu nó chất lắm mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Mã là. Đây mấy chị ơi, chị nào thích hot đi không? Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Mã 80k chị lấy. Con đen này không chị ơi, con đen này, con đen này là 70k này. Chị lấy con hot đi này hả? Chị Hằng Võ ơi. Chị lấy con nào á? Con đen là mã 45 70k. Con hot đi là 80k. Con đen là 80k. À rồi ok chị. Chị lấy con đây, con hot đi đang mặc đây đây. Con này. Con này 50k giùm em này mấy chị ơi. Rồi ok chị Hằng Võ. Con đó là đẹp lắm. Con này 55-56 ký đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh. Mã xanh giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh, lên một con phao này mấy chị. Mã xanh giùm em. Lên một con phao này. Con xanh sau nè. Con đó 80k. Phao này 100k giùm em này mấy chị ơi. Phao phối lông. Phao phối lông này mấy chị. Phao này phao phối lông nha mấy chị ơi. Về mặt đẹp giùm em, lấy màu này chốt cho em mã phao. Mã phao 5355 ký đồ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã phao. Mã phao 5355 ký đồ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã phao mấy chị ơi. Con rêu này mấy chị, con rêu này 80k giùm em, có mũ này mấy chị ơi. Con rêu này 80k giùm em. Con
con này bị lỗi gì, lỗi ấp màu rồi mấy chị ơi. Thôi con này em xả đồng giá này, xả đồng giá cho mấy chị này. Con này bị ấp màu về mặt mặt đi làm đi rẫy nè mấy chị. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em, ấp màu nhưng mà dạng như ấp màu nước đó mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Lấy màu này chốt cho em mã 50k mấy chị ơi. Mã 50k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 50k ấp màu nước này mấy chị ơi. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 50k. Chấm tương tác giùm em với mấy chị. Lên một con giả form resize này mấy chị ơi. Đây. Xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Lên một con giả này. Con này 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã caro 100k. Mã caro 100k 58-60kg đổ về mặt đẹp. Con này là dàn giả nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã caro 100k. Túi là đựng tiền hơi to luôn mấy chị. Lấy màu này cho em mã caro 100k. Mã caro 100k giùm em. Thích lạ không mấy chị ơi? Con này phối tay da này mấy chị. Mấy cái đường, mấy cái này là tay da giùm em nhé. Form resize mặt đẹp. Mã 80k. Form resize mặt đẹp giùm em mã 80k này mấy chị. Này, lấy màu này tốt cho em mã 80k form resize mặt đẹp. 60-65kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã 80k, mấy cái đường này là phối da hết giùm em nhá. Lấy màu này tốt cho em mã 80k. Mã 80k. Mã 80k giùm em. Con này dáng dài nè mấy chị ơi, dáng dài nè. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã dài 80k. Lấy màu này chốt cho em mã dài 80k giùm em. Mã dài 80k. Lên một con hoa này mấy chị. Mã dài 80k. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa 50k. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa 50k. Mã hoa 50k. 55-58kg đổ về mặt đẹp. Lấy một đầy chốt cho em mã hoa 50k. Hoa 50k xỉ xuân đang. Form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 80k form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 80k. Mã 80k form resize mặt đẹp của em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 80k. Lấy màu đấy chốt cho em mã 80k. Này ở chị Xuân Đan chị ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã 80k. Con này 48-52kg đổ về mặt đẹp giùm em mã sọc. 48-52kg đổ về mặt đẹp giùm em mã sọc. Mã sọc giùm em. Mã sọc 60k. Lấy màu này chốt cho em mã sọc 60k. Có hot đi màu đen không chị? Có. Cho em mấy con hot đi màu đen. Con này 58kg đổ về mặt đẹp. Có rút dây ở dưới này mấy chị ơi. Có bo dây ở dưới này. 58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k.
58kg đồ về mặc đẹp giùm em, mã đen 80k này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em, mã đen 80k. Mã đen 80k mấy chị, đơn 1 ơi, lửa cho em thêm chiếc em đi đơn mấy chị ơi. Đơn lẻ quá em không đi không được. Con này phối ngọc này mấy chị. Con này 55kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã xanh 80k. Lấy màu này chốt cho em, mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em, mã xanh 80k. Dàn crop top này mấy chị ơi. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã hồng. Mã hồng đồng giá 50k. Lấy màu này chốt cho em, mã hồng đồng giá 50k, hot day 80k giùm em nha mấy chị ơi, hot day 80k. Con này hot ly rất đông nha mấy chị ơi. Con này 55-58kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã xanh. Mã xanh 55-58kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em, mã xanh hấp đi đồng giá 80 giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã xanh. Mã xanh, mã xanh giùm em. Con này hàng hiệu này mấy chị. Này mấy chị ơi, xuất sắc luôn này. Con này 58-60kg đổ về, 58kg đổ về mặc đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em, mã hiệu 100k. Lấy màu này chốt cho em, mã hiệu 100k giùm em này mấy chị ơi. 58kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã hiệu 100k. Mã hiệu 100k. Có túi trong luôn nha mấy chị ơi, có túi trong. Lấy màu này chốt cho em, mã hiệu 100k. Mã hiệu hoa khoác gió có nón 55kg. Hoa cho chị Nhung Tuyết. Chị Nhung Tuyết có đơn chưa ta? Chị Nhung Tuyết ơi, lên số điện thoại giùm em chị ơi. Em hết rồi chị ơi. Hiệu 100k cho chị Tịnh Hiền. Khoác gió có nón 55kg. Cái này không? Đúng rồi, cái này hiệu 100k. Hoa em hết rồi chị ơi. Hoa của chị Xuân Đan rồi. À, dự bị đi. Dự bị cho em. Chị Xuân Đan có ráng lửa thêm cho em một chiếc nữa nhá. Hiệu nam á chị ơi. Kiểu như em bóc trúng con nào ấy, phát hiện ra rồi chị. Này em chưa em mới khui ra em để em like á chị, em chưa có coi á. Hấp đi đồng giá 80 giùm em. Form resize mặc đẹp này. Lấy màu này chốt cho em, mã thêu của The North Face này mấy chị. Của The North Face giùm em này. 80k giùm em. Con này hiệu này, hiệu The North Face này chị ơi. Giặt nổi luôn á mấy chị. Hiệu giặt nổi luôn này. Theo chị Vạn Lý. Vạn Hoa sau. Theo ở đây. Dập nổi. Ở đó. Dập nổi. Theo là con này. Là con này đấy. Mẹ em tưởng là dập nổi. Hả?
80, hoodie 80. Đồ nó quay. Con này 58. 58 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã là 80k. 58 kg đổ về mặt đẹp giùm em mã là 80k giùm em được mấy chị ơi. Lấy mẫu đấy chốt cho em mã là 80k. Ô, con nhung này, con nhung này mới tinh luôn mà không ai chốt mấy chị. Con nhung này, beo nhung này, con này bán có 120 thôi mấy chị ơi, mới tinh luôn mấy chị, mới tinh luôn này mấy chị ơi. Dạ không chị ơi, chị sau á. Con nhung này mấy chị ơi, 120 giùm em này, 55 kg đồ về mặc đẹp giùm em, mã nhung 120. Mã nhung 120. Lấy màu này chốt cho em mã nhung 120 giùm em. Mã nhung. Này nhung beo này mấy chị ơi, nhung beo. Không bị nắng đâu. Lấy màu đấy chốt cho em mã nhung 120. Rồi con hot đi nè. Siêu xinh chưa? Mấy cái dạng dây thế này là không có giá rẻ đâu mấy chị. Con này 100k giùm em này mấy chị. 100k giùm em. Chị Vân ơi, chị Thu ơi. Cho em cái con đỏ hot đi này. Lấy màu này chốt cho em mã 100k, em bao chất luôn này mấy chị. 58 kg đồ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Mấy dạng dây thế này không bao giờ có giá rẻ đâu mấy chị ơi, yên tâm. Em bán rồi 100k mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 100k này mấy chị. Mã 100k. 58 kg đồ về mặt đẹp. Đồ mới em bao từng con nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Lấy màu này chốt cho em mã 100k này mấy chị. Rồi chất sướng lắm luôn nha mọi người ơi. Lấy màu đấy chốt cho em mã 100k. Con này cho bé nha mấy chị ơi. 45-48 kg đồ, 45 kg đồ về mặt đẹp, 45-47 kg đồ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen, đen theo này mấy chị ơi, đen theo này. Con này là nhung nhá, đen theo giùm em. Đồng giá 80k. Lấy màu đấy chốt cho em mã đen theo. Con đỏ đó là siêu phẩm nha. Con này hai khóa này mấy chị. Em cứ đi trang đi em. Con này 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 120. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 120 này mấy chị. Mã 120, 60kg đổ về mặt đẹp. Lấy một đấy chốt cho em mã 120. Trời ơi con này lạ lắm luôn này mấy chị ơi. Giùm em này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã là 120 này mấy chị. 120 cho chị đỏ cho chị Phạm Hoa. Đỏ là 120 á, 120 chị Phạm Hoa. Con này cũng hai khóa nha mấy chị ơi, hai khóa giùm em nhá. Đây hai khóa giùm em, lấy màu này chốt cho em mã là 120. Mã là 120. Con này hai khóa mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 120. Mới tân luôn này mấy chị. Chị nào thích dáng dài không? Lấy màu này chốt cho em mã là 120. Mã là 120. Mã là 120. Đỏ. Con này 55-58 kg đổ về mặt đẹp giùm em, xuất sắc cho mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 100k.
55-58 kg đồ về mặc đầy giùm em. Mã đỏ 100k nè mấy chị. Mã đỏ 100k giùm em. Lấy màu này tốt cho em. Mã đỏ 100k. Mã đỏ 100k giùm em. Mã là cho chị Phạm Hoa. Con này 50-53 ký đổ về mặc đẹp giùm em. Mã theo 80k. 50-53 ký đổ về mặc đẹp giùm em. Mã theo 80k. Chị ơi, mã là 120 cho chị Phạm Hoa. Phạm Hoa lấy màu này chốt cho em. Mã theo 80k. Mã theo 80k là mấy chị. Theo chị Hồng Kim. Theo là con trắng này. 80k. Hồng Kim đây này. 55-56 ký đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em. Mã xám. Mã xám nhé. Mã xám hot đi 80k giùm em này. Lấy màu này chốt cho em. Mã xám. Mã xám. Cái này có dập này. Mấy chị dần. Lấy màu này chốt cho em. Mã xám. Mã xám giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em. Mã xám mấy chị. Mã xám. Mã xám giùm em. Con này có mũ này mấy chị ơi. Có mũ. Ôi bị lỗi đấy. Thì một xíu đây này. Cái này em để 60k thôi mấy chị ơi. Có mũ rồi mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Con này em để 60k thôi này. Kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã xanh 60k. 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em. Mã xanh 60k. Mã xanh 60k. Lấy màu này chốt cho em. Mã xanh 60k. Con này mặc được hai lớp này mấy chị ơi. Mặc hai mặt này. Mặt đen và mặt lính cho mấy chị ơi. Mặt lính này. Mặt đen và mặt lính giùm em. Con này của The North Face hàng hiệu này chị ơi. Lấy màu này chốt cho em. Mã 120. Mã lính 120. Mã lính 120. Lấy màu này chốt cho em. Mã lính 120 này mấy chị ơi. Này mấy chị về giặt giùm em nhá. Nó bị dính một xíu, về giặt giúp em. Của The North Face này mấy chị. Mới tinh luôn nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em. Mã lính 120. Mã lính 120. Mã lính 120. Chị Phạm Thoa lấy con lính này phải không chị ơi? Chị Phạm Thoa lấy con này đúng không? Của The North Face nha mấy chị. Mặt được hai mặt này. Mặt đen và mặt lính. Thế chị Phạm Hoa. Con này dạng crop top này chị. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã đen 80k. 53-55 ký đổ về mặt đẹp. Mã đen 80k. Mã đen 80k. 53-55 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu đáy chốt cho em. Mã đen 80k. Trời ơi, lên một con hoa xịn sò này mấy chị ơi. Một con hoa xịn sò giùm em nhé. Con hoa này 80k giùm em này mấy chị. Trời ơi, đồ mới hôm nay em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em này. Ở bên ngoài là lưới. Bên ngoài là lưới hoa này mấy chị ơi.
55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hoa 80k. Lấy màu này chốt cho em mã hoa 80k này mấy chị ơi. Chị em đang ông lấy rồi, ông lấy rồi, đổi rồi. Con này là theo này mấy chị ơi, theo này lấy mấy con áo cái áo còn gì nữa. Bữa lấy mấy con áo ấy thấy. Con này dạng bóng chày này mấy chị ơi. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã theo 80k này. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã theo 80k. Mã theo 80k còn ai chưa được đơn chị? Còn ai chưa được đơn để lấy màu này chốt cho em mã theo 80k. Mã theo 80k giùm em. Ngô Bằng, Ngô Bằng ơi, lửa cho em đi đâu mấy chị ơi. Trời ơi, con xanh, con này size M mặc đẹp giùm em này mấy chị ơi. Con xanh hồi nãy chị nào chưa có này. Con này giống con xanh hồi nãy này. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em này. Lấy màu này chốt cho em mã. Xanh này luôn nè. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em đó đúng không? Lấy màu này chốt cho em mã. Mã 80k này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 80k này. Hôm nãy chị nào chưa được con này. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k. Mã xanh 80k. Con lạ này mấy chị ơi. Form resize 60-63kg đổ về mặt đẹp giùm em mã là 80k này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Form 60-63kg đổ về mặt đẹp giùm em mã là 80k. Mới tinh luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Mã là 80k. Chị nghe Nguyễn lấy con xanh đúng không? Xanh 80k chị nghe Nguyễn. Con này mã là 80k nè mấy chị ơi. Mã là 80k. Xanh 80k chị nghe Nguyễn. Lấy màu này chốt cho em mã là 80k. Xuất sắc cho mấy chị ơi. Quay rồi, xuất sắc. Ôi, con này bị lỗi rồi. Bị lỗi rồi. Em tặng một con này. Con này về mấy chị từ xử lý nhé. Em tặng con này này. Con này 53kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã tặng chị nào có đơn nhé. Tặng, lấy màu này chốt cho em mã tặng. Tặng chị nào có đơn. Lấy màu này chốt cho em mã tặng. Tặng chị nào có đơn nhé. Con này bị lỗi rồi. Nhưng mà mặc đi đâu á? Mặc được nhé. Lấy màu này chốt cho em mã tặng. Con có mang cặp cho em không? Tặng với chị Phạm Thoa. Con này đẹp lắm mà nó bị lỗi mất tiêu rồi. Bị lỗi rồi. Tặng với chị Phạm Thoa. Chờ chờ em chút xíu nha chị Kiều. Con này
này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã xám. 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã xám. Mã xám 53kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy cho em mã xám mấy chị. Đây một con siêu phẩm này mấy chị ơi. Đây. Hàng hiệu giùm em nha mấy chị. Một con siêu phẩm này. Con này 60 62 kg đổ về mặc đẹp giùm em. 60 62 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 120. Mã 120 60 62 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 120. Xám cho chị Khánh Anh Nguyễn Trần. Lấy màu đấy chốt cho em mã 120. Chị ơi con này, con này nó hơi dơ chỗ này á chị. Chị Khánh Anh ơi, nó hơi dơ chỗ này em bán 40k chị lấy không? Con này nó hơi dơ chỗ này này. 40k chị lấy không chị ơi? Lấy màu này chốt cho em mã. Mã đỏ 120 nè mấy chị. Mã đỏ 120 con này hàng hiệu mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 120 chị Khánh Anh ơi chị có lấy không? Mã đỏ 120 một con hàng hiệu. Con xám nó bị lộ bị dơ. Lấy màu này chốt cho em mã 120 một con hàng hiệu nè mấy chị ơi. Lấy cái giỏ đây. Dơ giặt ra không? Cái này giặt ra không chị? Cái này. Không, cái đó nó ăn nó lật lật thôi chị ơi. Nó chỉ bị lật lật thôi chị ơi. Cái này sợ không giặt ra. Da nó hơi nhạt thôi. Sợ nó không giặt ra đâu chị ơi. Em xả 40k chị nào lấy thì ok lên nhá. Siêu phẩm đó. Con này dạng đỏ nhung này mấy chị ơi. Con đó sợ giặt nó ra đâu chị ơi. 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. 58kg đổ về mặt đẹp mã 100k. 58kg đổ về mặt đẹp giùm em mã 100k này mấy chị. Mã 100k 58kg đổ về mặt đẹp. Trời ơi đẹp quá đấy mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã 100k. Mã 100. Lấy màu này tốt cho em mã 100 mấy chị. Mã 100k giùm em. Dạ ok chị. Này em báo lỗi với em luôn chị ơi. Lên một con bóng chày này. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã theo nhá. Theo giùm em này. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã theo. Mã theo 50k. Mã theo 50k. Lấy màu này chốt cho em mã theo 50k. Một con bóng chày này mấy chị. Kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen 80k. 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen 80k. Mã đen 80k. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k. Mã đen. Lên một con vàng. Vàng siêu phẩm nha mấy chị ơi. Phong freestyle mặc đẹp giùm em mã vàng 80k nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã vàng 80k. Phong freestyle mặc đẹp 60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã vàng 80k. Mã vàng 80k giùm em. Mã vàng 80k. Con này 48-52kg đổ về mặc đẹp giùm em.
4852 kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 2850K. Mã 2850K. Lấy màu này chốt cho em mã 2850K. Mã 2850K giùm em. Ơi. 230 nhận được rồi chị ơi. Một con xanh bơ này mấy chị. 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 60K. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 60K. Mã xanh 60K này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 60K. Một con xanh bơ. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 60K. Xanh như chị Thanh Nguyễn Kim. Xanh như chị Thanh Nguyễn Kim. Con này 58-60kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 3470K. Lấy màu này chốt cho em mã 3470K này mấy chị. Mã 3470K. Mã 2850K chị Trịnh Thùy. Bỏ qua cho em là Nguyên Anh Nguyên Trần đi. Khánh Anh Nguyên Trần em ghi trong đó rồi. Con này 48-52kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã vàng tay lửng nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã vàng tay lửng đi. Con vàng này em để 50k luôn nha mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã vàng tay lửng nhá. Lấy màu này chốt cho em mã vàng. Mã vàng giùm em. Mã vàng. Màu đấy chốt cho em mã vàng. Con này hơi dơ xíu nhưng mà chị về xử lý giúp em nhé. Về giặt ra nhé. Con này 55-58kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 34. Mã 34-80k này mấy chị ơi. Con này về giặt giúp em nhé. Nó hơi dơ một xíu, màu trắng nó hơi dơ xíu. Lấy màu này chốt cho em mã 34-80k. Mã 34-80k này mấy chị. Mã 34. Ráng lửa giùm em 2 chiếc để bidon nha mọi người ơi. Lấy màu này tốt cho em mã 34-80k. Mã 34-80k giùm em. Con này size S mặt đẹp. Size S mặt đẹp 34 chị Thanh Nguyễn Kim. Thanh Nguyễn Kim 160-180. Ghê chưa? Chưa. Size S mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã 106. Mã 106 giùm em. 180, 130 em hết rồi chị ơi. 180, 160. Lấy màu này chốt cho em mã 106 như này. Em có một con như vậy mấy chị. Mã 106 cho em xíu.
bé Ti ơi, ráng lửa thêm cho em một chiếc đi chị ơi. Đây chị ơi, một con hoa văn này. Mấy cái này là giặt ra hết nha chị, mấy chị ơi. Giặt ra hết giùm em nha, con này em để 70k thôi này. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã hoa 70k. Mã hoa 70k. Mấy chỗ này là bị là giặt ra hết giùm em nha. Nó hơi dơ nhá. Giặt ra hết giùm em này. Mã hoa. Hoa 70k cho chị Lê Hằng, Lê Hằng. Dự bị cho chị Thanh Nguyễn Kim. Chị Lê Hằng ơi, ráng lựa giùm em hai chiếc nha chị ơi. Không đủ đơn em để chị Thanh Nguyễn Kim á. Con này nè, mấy chị ơi, con này xinh nè, con này. Mấy con màu này lạ lắm luôn đấy mấy chị. Hoa. Hoa cho chị Lê Hằng, dự bị chị Thanh Nguyễn Kim. Con này 55kg này. 55, 56kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã là. Con này bị rách túi ở trong rồi. Con này bị rách túi ở trong rồi, con này em để 60k thôi này mấy chị. Mã là 60k, bị rách túi ở trong rồi mấy chị. Có một túi bị rách này. Này em để 60k thôi. Lấy màu này chốt cho em mã 60k. Mã là 60k. Con này mặc được hai mặt nha mấy chị ơi, mặt đen mà mặt lê rêu này. Mặt đen mà mặt rêu này. Alo, mặt đen và mặt rêu giùm em mặc được hai mặt nhé. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hai mặt 80k. Mã hai mặt 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hai mặt 80k nhé. Mã 2 mặt 80k. Mã là cho chị Phạm Thoa. Là này em mà nó rách ở trong túi nha chị Phạm Thoa ơi. Mặt cho chị Tuyết Tuyết. Cái này chị bỏ chị Phạm Thoa 60k. Hai mặt cho chị Tuyết Tuyết này. Con này 80k hai mặt. Hai mặt cho chị Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết đó. Hai mặt. Tuyết Tuyết là 80, cái con hai mặt 80. Con này 55 này, 55 56kg đổ về mặc đẹp giùm em. Cái này có khóa túi nhá. Lấy màu này chốt cho em mã. Mã thêu này mấy chị ơi, thêu 80k giùm em này. Đẹp lắm luôn này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã thêu 80k. Mã thêu á chị Thanh Nguyễn Kim ơi. Mã thêu á. Thêu 80k cho chị Thanh Nguyễn Kim. Một con xám này. Con này mới tinh luôn này mấy chị. Mới tinh luôn. Lên một con xám này mấy chị ơi. Ui, con này bị lỗi rồi. Con này bị lỗi đây mấy chị ơi. Con này em để 60k thôi này. Lấy màu này chốt cho em mã xám 60k thôi này mấy chị. Mới tinh luôn mà nó bị một vết ở đây này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã xám 60k. 53 55kg đồ về mặc đẹp giùm em. Mã xám 60k. Mã xám 60k. Lấy màu này tốt cho em mã xám 60k mới tinh luôn á, chỉ bị một vết nhỏ đây thôi mấy chị ơi. Này mình bẻ ra thì nó không có thấy mấy nhá. Lấy màu này tốt cho em mã. Mã xám 60k. Mã xám 60k mấy chị. Con này bóng chày nè mấy chị ơi. Một con bóng chày nè. 60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã gấu 80k. Lấy màu này chốt cho em mã gấu 80k. Form V-size mặc đẹp. Mã gấu 80k.
mã gấu 80k. Lấy màu đấy chốt cho em, mã gấu 80k mấy chị. Mã gấu 80k. Con này đẹp lắm luôn này mấy chị, đẹp nổi này. Mã gấu 80k. Con này 48-55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã đỏ. 48-55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã đỏ này mấy chị ơi. Mã đỏ 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k thôi mấy chị. Quá đẹp luôn này mấy chị ơi, dập nổi giùm em nhé. Này là dập nổi giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã đỏ 80k. Mã đỏ 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k. Chị nào có đơn inbox cho Trang cho em xin cái địa chỉ nha mấy chị ơi. Mã đỏ 80k giùm em. Đây một con hồng rốt rồi mấy chị. Kg đổ về mặt đẹp giùm em. 58-60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 28-80k. Lấy màu này chốt cho em mã 28-80k. 58-60kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã 28-80k. Mã 28-80k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã 28. Đây một con trắng nữa mấy chị. Con này 45-50kg đổ về mặc đẹp giùm em. 45-48kg thôi nha mấy chị ơi. 45-48kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 70k. 45-48kg đổ về mặc đẹp. Mã 70k giùm em. Mã 70k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 70k. 45-48kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã 70k. 70k cho chị Lê Hằng. Đây con trắng. Hello chị Hạnh Trần. Một con hiểu nè mấy chị ơi. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em. 60kg đổ về mặt đẹp giùm em nè mấy chị ơi. Con này đẹp quá. Nam nữ mặc được hết luôn này mấy chị ơi, dạng bóng cày này. 60kg đổ về mặc đẹp giùm em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Mã xanh 80k giùm em nè mấy chị. Về mặt đẹp giùm em mã hồng 80k. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng 80k này mấy chị ơi. Mã hồng 80k. 53kg đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em mã hồng 80k. Mã rêu 80k giùm em. 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em mã rêu 80k. Lấy màu này chốt cho em mã rêu 80k nè mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã rêu 80k nè. Lấy màu này chốt cho em mã rêu. Mã rêu 80k giùm em. Trời ơi con này xinh nè. Chị Hạnh Trần ơi mãi thì không được con trắng chốt con này đi chị này. Con này đẹp này. Con này hơi dơ, màu trắng nó hơi dơ xíu mấy chị về giặt giúp em nhá. Trắng nó hơi dơ xíu mấy chị về giặt giúp em. Con này 50-53kg đổ về mặt đẹp có mút ở vai nè mấy chị ơi. 50-53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã nâu. Mã nâu 50-53kg đổ về mặt đẹp 80k thôi mấy chị. Mã nâu giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã nâu.
mã nâu 80k này mấy chị, quá đẹp luôn. Lấy màu này chốt cho em mã nâu. Mã nâu. Tu rua, tu rua. Lấy màu này chốt cho em mã nâu 80k. Mã nâu chỉ thích màu trắng thôi. Thích màu trắng hả? Màu trắng. Con này 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã vàng 80k. 55kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã vàng 80k. Mã vàng 80k, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã vàng 80k. Mã vàng 80k. Con này chất đẹp này. Chất đẹp lắm luôn đó mấy chị. Nhưng mà nó hơi dơ xíu này. Này nhặt ra đây. Con này bị lỗi lắm mấy chị ơi, lỗi nhẹ lắm. Lỗi nhẹ lắm, em để đồng giá này. Đồng giá 50k này. Con này lỗi nhẹ lắm mấy chị ơi, em để đồng giá 50k nhá. 53, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã 50k. Mã 50k nó bị lỗi nhẹ thôi mấy chị ơi. Ấp ấp nhẹ này mà nhìn kỹ mới thấy nhá. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Mã 50k. Con này chất đẹp lắm. Lấy màu này chốt cho em mã 50k. Mã 50k. Form resize mặt đẹp mã xanh 80k. Form resize mặt đẹp giùm em mã xanh 80k. Mã xanh 80k form resize mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em. Mã xanh 80k giùm em. Con này 53, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã sọc 80k này. 53, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã sọc. Ô con này xinh quá nè mấy chị ơi. Đã báo 80 rồi. Lấy màu này chốt cho em mã sọc 80k này mấy chị. Đẹp quá nè. Lấy màu này chốt cho em mã sọc 80k. Mã sọc 80k giùm em. Lấy một này chốt cho em mã sọc 80k. Con này của Adidas này mấy chị ơi. Con này là dạng to dạng nha mấy chị ơi, của Adidas này. Hàng hiệu luôn đó mấy chị ơi. Chính hãng luôn á mấy chị ơi. Đây, của Adidas này mấy chị. Chất đẹp lắm. Con này 53kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu. Mã hiệu 100k giùm em này, có rút dây ở hai bên luôn này mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu 100k. Có rút dây hai bên luôn nha mấy chị. Rút dây cao su á. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu 100k. Mã hiệu 100k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu. Con này là chất co giãn nhẹ này mấy chị ơi, chất xịn lắm luôn á. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu 100k của Adidas này mấy chị. Của Adidas nhá. Lấy màu này chốt cho em mã hiệu. Mã hiệu 100k giùm em. Size S mặc đẹp giùm em. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã trắng. Mã trắng 80k. Size S mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã trắng 80k. Size S mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã trắng 80k. Mã trắng 80k giùm em. Lấy màu đấy chốt cho em mã trắng 80k. Trắng 80k thì hồng kim. Trắng 80k thì hồng kim hot đi nè mấy chị ơi. Một con hot đi nè. Con này 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã theo. 55-57kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã theo hot đi là 80 giùm em nhé. Lấy màu này chốt cho em mã theo nè mấy chị. Đây đây các vải. Mã theo. Vải cô tâm. Lấy màu này chốt cho em mã theo 80k.
Lấy màu này chốt cho em mã theo 80. Mã theo 80k giùm em. Mã theo 80k. Trời ơi, đẹp quá đấy mấy chị ơi. Dàn con rất tốt nè mấy chị. Đá nổi nè. Con này là đá nổi nha mấy chị ơi. Đồ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 100k nè mấy chị ơi, xuất sắc luôn nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 100k. Mã đỏ 100k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 100k. Đỏ 100k cho chị Xuân Nương. Đỏ 100k chị Xuân Nương. Chị Lan Nguyễn ơi, chị lấy con hiểu Adidas này hả chị ơi? Phải chị lấy con hiểu Adidas này không? Con này là con hiểu của Adidas nha mấy chị ơi. Con này 53-55kg đồ về mặt đẹp em mã hiểu. Chị Lan Nguyễn ơi, phải chị lấy con hiểu này không? Dạ ok chị. Hiểu 100k cho chị Lan Nguyễn. Hiểu 100k. Con này con hiểu mà em bán có 100k thôi mấy chị ơi. Và Xuân Nương dùng bỉ cho chị Lan Nguyễn với chị. Này, con hiểu ơi chị 100k đó. Xuân Nương dùng bỉ cho Lan Nguyễn luôn. Chị Xuân Nương ơi, đáng thử em 2 chiếc nha. Hồng rút dây nè mấy chị. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em này. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã hồng 80k. Mã hồng 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 80k. Mã hồng 80k. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 80k nè mấy chị. Có rút dây nè. Lấy màu này chốt cho em mã hồng 80. Mã hồng 80. Tím nè mấy chị ơi, đồng giá nha mấy chị ơi, đồng giá. Siêu phẩm em sẽ báo giá từng con nha mấy chị. Siêu phẩm em sẽ báo giá từng con nha. 53-55kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã tím 80k. Lấy cho em mã tím 80k. 53-55kg đổ về mặc đẹp mã tím 80k. Mã tím 80k giùm em. Rồi, toàn siêu phẩm thôi nè mấy chị ơi, toàn siêu phẩm thôi. Tính chị con đỏ ngắn này chị chờ em xíu. À con đỏ như con hồi nãy đúng không? 55kg đổ đồ là mặc đẹp mà màu xi măng này mấy chị ơi, 55kg đổ về mặc đẹp giùm em. 55kg đổ về mặc đẹp mã 5280k. Mã 5280k. 55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã 5280k. Mã 5280k. Đây em. Con này được không chị ơi? Con này là dập nổi nè. Dập nổi nè. Con này em để 80k thôi này chị ơi. Đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k. Mã đỏ 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k này. Mã đỏ 80k. Lấy một con giả nè mấy chị ơi.
một con giả này. Con này 50-53 kg đổ về mặc đẹp giùm em. Pha đá này mấy chị ơi, lấy màu này tốt cho em, mã xanh 100k. Mã xanh 100k giùm em. Lấy màu này tốt cho em, mã xanh 100k. Mã xanh 100k giùm em. Lấy màu đấy tốt cho em, mã xanh 100k. Đó, con đen này xuất sắc luôn này mấy chị ơi. Con đen này gỗ phẩy sần này mấy chị. Form resize mặc đẹp. Form resize mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã đen 80k này mấy chị ơi. Của fashion này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em, mã đen 80k. Mã đen 80k giùm em. Form resize mặc đẹp. Mã đen 80k. Lấy màu này chốt cho em, mã đen 80k. Con này là đỏ thêu này mấy chị ơi, con thêu này. Thêu giùm em. Có bo nhúm nha mấy chị ơi, có bo nhúm. Đây. 53-55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã. Lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k này mấy chị ơi, có bo nhúm nhá. Có bo nhúm. Có thêu này mấy chị, lấy màu này chốt cho em mã đỏ 80k. Mã đỏ 80k. Mã đỏ 80k giùm em. Trời ơi, con xanh này mấy chị ơi, mấy toàn mấy con siêu phẩm đẹp không nhỉ. Con nam này bị lỗi rồi mấy chị ơi. Nó bị xước với lại bị ấy này rồi mấy chị. Con này em để 40k thôi này. Con này bị xước rồi mấy chị ơi. Con này 55 kg đổ về mặc đẹp giùm em, mã 40k. Mã 40k, 55 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em, mã 40k. Mã 40k giùm em. Lên một con tím này mấy chị ơi. Tím theo giùm em nhá. Một con tím theo này. Tím theo này. Size S mặc đẹp giùm em, mã tím 80k. 40k cho chị Trịnh Hiền. Lấy màu này chốt cho em, mã tím. Mã tím 80k này mấy chị ơi. Theo mấy chị. Lấy màu này chốt cho em, mã tím 80k. Mã tím 80k đã báo lộ chưa? Lấy màu này chốt cho em, mã tím 80k. Trời ơi, xuất sắc luôn này. Dạng có rót tóc không mấy chị? Năm 8-60 kg đổ về mặc đẹp giùm em này mấy chị. Lấy màu này chốt cho em, mã là. Mã là 58-60 kg đổ về mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em, mã là 80k. Là từ sau là theo nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em, mã là 80k. Mã là 80k mấy chị ơi. Có đơn inbox qua trang cho em xin cái địa chỉ nhé. Lấy màu này chốt cho em, mã là 80k. Mã là 80k giùm em này. Mã dạng là 80k. Lấy màu này chốt cho em, mã là. Rồi đây đi. Em chốt em chỉ chở em một tí nữa đi. Dạ dạ dạ. Mã là 80k giùm em. Về mặt đẹp giùm em này mấy chị. 55 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã 20480k. Mã 20480k giùm em mấy chị ơi. Mã 20480k. Lấy màu đấy chốt cho em, mã 20480k chị ơi. Mã 204. Mã 204 cho chị Trịnh Hiền.
80k. 204 đâu đi. Dục qua cho nó. Tỉnh Hiền, con ghi vô Tỉnh Hiền 80k. Rồi em dán thôi. Tỉnh Hiền 80k. Lên một con hoa này mấy chị ơi. Dạ. Con này 5355 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã hoa 80k. 5355 ký đổ về mặt đẹp, mã hoa 80k. Mã hoa 80k giùm em. 5355 ký đổ về mặt đẹp. Lấy màu đấy chốt cho em, mã hoa 80k. Trời ơi con này xịn sò lắm luôn nè mấy chị ơi. Này xịn sò luôn nè. Con này nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. Chất đẹp lắm luôn nè mấy chị. 55-56 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã vàng 80k. 55-56 ký đổ về mặt đẹp. Lấy mẫu này chốt cho em, mã vàng 80k. Đồ mới lên bao từng con nên mọi người cứ yên tâm nhé. Mã vàng 80k. Con này nam này mấy chị ơi. Mấy này nam nữ mang được hết đó mấy chị ơi. Vàng vàng cho chị Xuân Đan. Vàng 80. Vàng 80 cho Xuân Đan. Cô dán rồi. Hết rồi. 60 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã đen 70k thôi mày. Lấy màu này chốt cho em, mã đen 70k. Mã đen 70k giùm em. Con này còn tem mát này mấy chị ơi. Mới 100% này mấy chị. Mới 100% giùm em. 5355 ký đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã mới 100k này mấy chị. 5355 ký đổ về mặt đẹp giùm em, mã mới 100k. Mã mới 100k giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em, mã mới 100k nè mấy chị ơi, có đồ co giãn nhẹ nhá. Mã mới 100k. Lấy mẫu đấy chốt cho em, mã mới. Con này xanh mờ mặt đẹp giùm em này. Xịn sò lắm luôn này mấy chị. Xanh mờ mặt đẹp. Lấy mẫu này chốt cho em, mã rêu. Mã rêu 80k giùm em, xanh mờ mặt đẹp. Lấy màu này chốt cho em, mã rêu giùm em nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em, mã rêu 80k. Mã rêu 80k. Xanh mờ mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã rêu. Lên một con phong to này. Con này mấy con này nam nữ mang được hết cho mấy chị ơi. Phong to giùm em. Dạ. Yeah. Đưa vô cho con này. Con này 60 kg đổ về mặt đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em, mã đỏ 80k này mấy chị ơi, mã đỏ 80k. Caro. Con hả? Để tí em thay nút chị ơi. À, cái này em thay nút được nhé. Con này 80, con này 70 ấy chị. Thôi lấy hai cái 70 ấy, 140 ấy chị. À, em thêm nút chị về thay giùm em được không? Ờ, còn không chị chờ em xíu đi. Chị bé kia về, chị bé đang chở con đi kia ấy á. Chị ngồi chơi xíu đi. Lấy màu này chốt cho em, mã đỏ 80k này. Đỏ 80 cho chị Trịnh Hiền. Đỏ 80 cho chị Trịnh Hiền. Để đó thì chị mẹ về ạ. Cái này 80 cho chị Trịnh Hiền. Trịnh Hiền này con đi luôn. Về mặt đẹp giùm em. Lấy có rút dây ở dưới nha mấy chị ơi. Lấy màu này chốt cho em, mã xanh 80k. Mã xanh 80k giùm em này. Con này xanh đỏ chuối, đồ mới là em bao từng con nên mọi người cứ yên tâm giúp em nhé. Lấy màu này chốt cho em, mã xanh 80k.
này nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. 60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Con này mới tới 99%, mấy chị ơi, thiếu một cái tem thôi. Trắng không tì vết luôn này mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã 52 80k. Mã 52 80k, nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. Lấy mẫu này chốt cho em mã 52 80k. Mã 52 80k giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã 52. Mã 52 80k. Lên một con cargo này mấy chị. Lên một con cargo này. Mã 52 ấy chị ơi, con này mới lắm luôn, không tì vết luôn đấy chị ơi. Mã 52 này. Con này thiếu một cái tem thôi mấy chị. Dạ ok chị Trịnh Hiền. 80k này cho chị Trịnh Hiền. Lấy mẫu này chốt cho em mã caro 80k này mấy chị ơi. 60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Mã caro 80k. Lấy mẫu này chốt cho em mã caro 80k nhớ. Hả? Buồn rồi chị. Chị hỏi buồn hả? Con đó 60. Con này tay ngắn nha mấy chị ơi. Con này tay lửng á. Con này 48kg đổ về mặc đẹp giùm em, tay lửng này. Lấy mẫu này chốt cho em mã 50k. Mã 50k em 43kg, 42kg chị ơi. Em 42-43kg thôi nhá. Em cao 1m54. Cao 1m54, cái này chắc được 2-3 phân nhỉ. Chắc được 1m55-56 chị ơi. Dài nay em mang nó cao tầm 2-3 phân đó chị. Lên một con mã là này mấy chị ơi. Con này có khóa, khóa ở sau này mấy chị ơi. Này, có khóa ở sau này mấy chị. Con này form resize mặc đẹp. Lấy mẫu này chốt cho em mã là 100k này mấy chị ơi. Mã là 100k. Mã là 100k. Lấy mẫu này chốt cho em mã là 100k. Mã là. Lấy mẫu này chốt cho em mã là 100k này mấy chị. Lấy mẫu này chốt cho em mã là 100k. Mã là 100k giùm em. Con này 53-55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa 80k. 53-55kg đổ về mặc đẹp giùm em mã hoa 80k. Mã hoa 80k giùm em. Đây một con bóng chày mà mấy chị. Form resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k. Con này bị lỗi một nút rồi. Cái này để em nha, em làm lại nha mấy chị ơi, em làm lại nhá. Bên em có đồ nghề nhá. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k. Mã đen 80k giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã đen 80k. Mấy con siêu phẩm không rồi mấy chị. Sáu mươi sáu mươi lăm ký đổ về mặc đẹp giùm em này. 60kg đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy màu này chốt cho em mã 20480k. Mã 20480k. Form nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. Form cá tính á. Lấy màu này chốt cho em mã 20480k. Mã 20480k. Trời ơi, mấy con đen xịn sò này mấy chị. Phối đinh giùm em này mấy chị. Phối đinh giùm em này. Phối đinh giùm em nhé. Năm tám sáu mươi ký đổ về mặc đẹp giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã 0080k. Mã 0080k giùm em. Lấy mẫu này chốt cho em mã
Mã 0080 giùm em. Nam nữ mặc được hết nha mấy chị ơi. Form và resize mặc đẹp. Lấy màu này chốt cho em mã là 100k. Mã là 100k giùm em rồi mấy chị. Chị nào thích ngầu quá mấy chị ơi. Nam nữ mặc được hết hai cái túi nhá. Cái này là hai cái túi nữa mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã là 100k. Mã là 100k giùm em. Mã là 100k giùm em mấy chị. Lấy màu đáy chốt cho em mã là 100k. Lấy màu đáy chốt cho em mã là 100k. Cho cô mũ máy đó lên con. Mã là 100k giùm em nhé. Con này 55-56kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã theo 100k. Lấy màu này chốt cho em mã theo 100k nè mấy chị. Lấy màu này chốt cho em mã theo 100k. 53-55kg đổ về mặt đẹp giùm em. Mã theo 100k giùm em. Về mặt đẹp giùm em mã xanh 80k. 5355 kg đồ về mặt đẹp mã xanh 80k. Giùm em mã hồng. 55kg đổ về mặt đẹp giùm em mã hồng nè mấy chị. Mã hồng. Lấy màu đấy có cho em mã hồng 80k. Lấy màu đấy có cho em mã hồng 80k. Lên một con đen theo nè mấy chị ơi. Một con đen theo giùm em nè. Em chuẩn bị nghỉ like nha mấy chị ơi. 53kg đổ về mặt đẹp giùm em mã đen 100k. 53kg đổ về mặt đẹp này. Lấy màu này chốt cho em mã đen 100k nè mấy chị. Em nghỉ like nhá. Ai có đơn inbox qua trang cho em xin cái địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Chị nào có đơn cho em xin cái địa chỉ và em nghỉ like nha mọi người. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Buổi chiều vui vẻ nhá. Ai có đơn cho em xin cái địa chỉ luôn nha mọi người ơi. Inbox qua trang giúp em nhá. Em chào mọi người ạ.